Hello, chào mọi người, mình Kim Min đây. Mình đã quay lại Hàn rồi nè. Ui, sang đến Hàn Quốc rồi khác. Quay lên trong thời tiết xinh lắm mà. Thì đây chắc là vlog đầu tiên của mình sau khi quay lại Hàn đến lần thứ mấy thì mình cũng không có nhớ nữa. Sau cái lần đầu tiên đi Gyeongbuk Cung, cảnh Phúc Cung ở Hàn, thì hôm nay sau khoảng tầm 2-3 năm gì đấy thì mình cũng đã quay lại. Tại vì hôm nay thời tiết rất là đẹp, thế là bọn mình kiểu bất chợt gọi Thư, mình bất chợt gọi bạn thân của mình đi ấy, từ từ để mình vào cửa hàng tiện lợi CU nạp cái thẻ tàu điện ngầm đã nhá, để chạy xuôi đường. Ừ thì đấy, hôm nay mình sẽ đi trong bức cung, không phải mình sẽ đi vài cung nữa, mình chưa đi ấy, tại vì hôm nay thời tiết quá là xinh đi, thế là mình sẽ dẫn mọi người theo nha. Let's go. Đi có một tuyến xe buýt thôi là đến nơi rồi này. Mọi người nhìn thời tiết mây hôm nay xinh không? Bây giờ mình mới để ý đằng sau cung là rất là nhiều núi nha. Thời tiết hôm nay thật sự rất rất đẹp để đi ra ngoài chụp ảnh luôn. Mình nghĩ là kiểu có nhiều người cũng có suy nghĩ đấy giống mình ấy, thế là ở đây rất là đông luôn đấy. Nhưng mà hầu như toàn khách du lịch mà mẹ. Ôi ôi, ở đây có rất là nhiều khách du lịch mặc hanbok trông rất là xinh luôn ấy. Tí nữa mình cũng mặc. Nhưng mà mình thấy hơi đông nên mình đang hơi sợ sợ. Mình sẽ thuê hanbok ở đây nè. Chỗ này ở dưới sẽ là chỗ chụp ảnh tự động, xong rồi lên trên nó sẽ là cửa hàng hanbok mọi người ạ. Đây nè, hanbok town to phết. Mình thấy các mẫu mã ở đây khá là đa dạng, và chị chủ ở đây là người Việt ấy, thế bọn mình được giảm giá. Sau một hồi loay hoay chọn thì chúng mình cũng chọn được bộ này. Mình mặc màu xanh, thật ra mình thích màu hồng hơn cơ, nhưng mà dạo này màu xanh hợp mệnh nên mình đã chọn màu xanh mọi người ạ. Mình còn thuê thêm cả áo khoác lông, mũ lông với cả găng tay cho đỡ lạnh nữa. Bây giờ ngoài trời vẫn khá là lạnh ấy, hình như hôm nay là lên 1 độ hay sao á, còn bình thường là âm độ. Máy của ai mà xịn thế này? Mai mình mặc đồ của em bé, thế là bị chật nách. Ô, ở đây là cái... Ừ, cái tòa của mình một đi này. Thì tí vào. Ê, có biết cái cậu đó con bướm hay cái đấy. Có, bữa ấy cậu đeo cũng có con bướm xinh à. Nhưng mà mỗi tội cái đấy màu tím. Ừ. Nó không ăn nhập gì bộ màu hồng của cậu cả. Xong rồi đeo lên mặt nó chạch bạch ra như kiểu đa ấy. Nhìn thấy hiểu cảm tớ là hiểu rồi đúng không? Tớ vẫn cố chấp, tớ vẫn cố chấp là hỏi. Tớ không có thấy cậu đọc, tớ thấy cậu đeo đẹp quá. Dịu dàng nết na thủy mị lắm, nhưng mà bọn mình cứ như mấy con khỉ đại náo thiên cung ấy. Mà cung hôm nay hơi đông nha, không vắng như là mình đi trước. Tại vì dạo này Hàn Quốc thúc đẩy du lịch ấy, thế là nhiều khách du lịch đến lắm luôn. Đâu đâu cũng toàn người là người á.
trước mình giới thiệu cho mọi người khá là chi tiết về căng búc cung rồi ấy. À mà ở đây đóng cửa vào thứ 3 nha các bác nha. Thật ra vào đến đây thì mình hơi hối hận bởi vì chọn bộ này. Mình muốn hôm nay chụp một bộ ảnh để thay cho cái Ava với cả ảnh bìa YouTube của mình ấy. Thế nhưng mà không được xinh cho lắm. Cái bộ này mình mặc nên ảnh nó không được xinh ấy. Nhưng ngoài đường thì khá là cute. Cần nào chả được. Cho mọi người thấy bộ mặt thật của TikToker. Bạn không ăn mà lường bạn như thế đấy. Cửa nào ra ngoài thì... Cần nào chả được hả cậu? Đừng nhìn nó chạy kìa. Mình đã trả đồ xong, bây giờ bọn mình sẽ đi ăn gì đấy đây? Đi ăn mì. Thôi ăn cơm canh. Đi ăn mì. Thôi cô thì ăn cơm canh, cô nói đi. Thôi đi ăn cùng. Thôi đi. Thôi đi ăn mì. Đi, thôi đi ăn cơm canh. Thôi, định lắm. Thôi, đi ăn thôi. Mì. Thôi, đi cơm canh đi. Thế này mà cái gì mà vừa mặn vừa mỡ. Cẩn thận. Thằng luôn quan không? Vào, ở đâu có gương ở đó có chúng tôi. Outfit check. Lúc vào ga tàu điện ngầm để đi về, bọn mình thấy cửa hàng bánh này ngon quá nên hai đứa đã rẽ vào mua để ăn luôn. Mình rẽ vào mua bánh tại vì trong bánh thì... Về Sinchon gần nhà để ăn cơm canh nhá. Trời lạnh thế này chỉ có ăn cơm canh nóng hổi mới ấm bụng ấm dạ bọn tôi lên. Mình đã về đến Sinchon, vùng đất quen thuộc. Mình sẽ ăn cơm canh ở đây. Sao long thang nó là canh xương hả con? Canh xương đầu bò. Quán cơm canh bọn mình ăn nè. Quán này là cái quán quen của mình từ ngày xưa. Từ hồi nó còn 5.000, bây giờ nó tăng lên 6.000 các bác ạ. Cũng không thay đổi mấy. Okay.
đây là món sa long thang canh xương bò mình rất là thích. Mọi người thì chê cái món này nó nhạt ấy, thế mà mình thấy ăn ổn nha, ăn nó kiểu cái ngọt riêng của nước xương ấy. Ăn cùng với kim chi nữa thì quá là chuẩn bài luôn. Mà kim chi ở đây ngon mọi người ạ. Nó không bị quá chua đâu, nó kiểu đúng kiểu chín tới, có độ ngọt vừa phải. Trên đường đi cứ thấy hàng hoa là bọn mình xà vào. Dọi mình thích hoa lắm 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 luôn ấy. Thế nhưng mà mọi người cũng biết đấy, hoa bên Hàn siêu đắt luôn. Nên là thôi tôi chỉ shopping bằng mắt thôi chứ không dám mua. Bây giờ chúng mình đi uống trà sữa nha. Trà sữa yêu thích của mình là matcha với cả jasmine trà nhài ấy. Nhân lúc bạn mình đi vệ sinh mình đã uống trộm một cùi. Ngồi uống trà sữa tâm sự với nhau chán chê xong thì đứa nào về nhà đứa đấy. Mình mà cứ về nhà một cái là phi ngay lên giường làm bạn với bé mèo Haru nì. Em nào cũng là một phần lý do mà khiến cho cuộc sống ở Hàn của mình không bị quá cô đơn ấy. Cảm ơn mọi người vì đã xem hết video này nha. Nếu mà thích thì đừng quên ấn thích và subscribe để mình có thể up thêm nhiều về cuộc sống của mình ở Hàn Quốc cho mọi người xem nha. Bye bye, anh nhung.